Kính chào toàn thể các bác nhé. Đây là cái video nó hơi đặc biệt một tí, cũng kể về một số cái nỗi khổ hiện tại em đang mắc phải. Và những cái nỗi khổ này thì các bác sẽ khen ngay là ô thế em ơi em sướng chứ khổ cái gì. Thì đầu tiên là phải khoe với các bác là các bác đang nhìn thấy đây là hai cái bát, một cái mâm, một cái xoong cơm điện và một cái xoong nhỏ. Đấy. Thì hôm nay thanh lý cho các bác là cái cặp bát này là bát bãi nhá, Rang Rocking. Cặp này thì em bị khách người ta dí. Đấy. Chụp ảnh thì bảo thôi ok anh em hỗ trợ đổi thôi. Cuối cùng không biết là gửi đến nào thì đến lúc nhận hàng nó dạng nứt này này. Đấy. Và bát thì bát oẳng, tức là bát xịt. Hỗ trợ trao đổi cho các bác đổi bát bãi sang bát mới. Đấy. Thì cuối cùng là ôm quả này là Rang Rocking. Bát này thì anh khách bảo là anh đang đánh bình thường. Cái ông khách đến hát ý, thì kiểu đánh đám cưới mà súc 40, con này đánh vào súc kép 40 nhá. Ông mic ông cầm mấy cái ông alo alo, nghe tiếng không được to lắm. Ông một tay cầm mic một tay kia vỗ thẳng vào mic, phạc phạc phạc, thôi chết rồi. Thế là cái cụ này nó tịt. Tức là hai con bát này là bát bãi thao trong thùng ra, hàng trao đổi của khách. Cặp này thì bây giờ là nó trong tình trạng là tịt không kêu. Và nếu như các bác lấy thì em sẽ sửa lại cho nó kêu và làm ngon lành và fit lại những cái lỗi như là màng nó này thì sẽ phủ lại keo nền hết. Đây này, nó có keo này. Đấy, tất cả có keo này. Công suất khởi chạy là 450W, công suất chương trình là 800W và công suất đỉnh điểm là 1600W. Đấy các bác này, tươi 2 con trăm. Nói công suất khiêm tốn thì các bác hình dung thôi, chứ thực tế nó mạnh hơn rất là nhiều. Đấy. Bát này là cái dòng chuyên để đập xúc. Cái khung xương thì giống của JB nhá. Giống của JB, giống của Precision nhá. Mình khung xương nó biết này. Và cái dòng này thì là nó có rãnh gen ở đây này. Thì các bác vặn cái ốc M32 vào gì ấy để nó có một cái gen, nó tiện vào cái thanh típ. Và cái típ đó nó sẽ tiện gen. Khi bác vặn cái típ và cái gen nó vừa này thì nó sẽ gọi là có nhiệm vụ nó giữ luôn cái cụ nam châm này không bị rơi ra ngoài. Đây là bát bãi Rang Rocking. Và cặp này hiện tại là chưa kêu. Tầm một tuần nữa là nó sẽ kêu và thanh lý cho các bác. Với mức giá chỉ xít nữa thì bằng cái hàng mới. Mà loại rẻ tiền nhá. Cái này em lấy lại của khách đã vào hơn triệu rồi. Cặp này thì em sửa và bán giao lưu thanh lý cho các bác là có 1.800.000. Bao ship. Riêng cái phí ship vận chuyển nó mất 300.000 rồi. Đấy. Rang Rocking. Con này nó cũ bãi. Và cái mục đích thứ hai nữa là khoe các bác là hiện tại nhà cửa của em nó đang loạn xì là ngậu lên. Đấy. Này, mọi hôm là cái đống này nó sẽ đậu góc này này. Bây giờ đó đây là ôi trước giường hôm nay không có ai nằm. Đấy, ví dụ thế. Đây là bàn nghiên cứu này. Khu vực nghiên cứu sản xuất phân tần loa và nghiên cứu hệ thống loa cho các bác. Kia là bông tiêu âm và rất nhiều các đồ khác. Hiện tại là đang vướng một cái công trình hơi bị thế kỷ luôn. Đây là lưới của F18 và F28. Quay tổng hợp nhá. Có xoong cơm, ngồi uống nước thì tùy. Các bác có khen nó chơi tùy. Đây là H1 212. Đây là T24 tái bản lần thứ N. T24 Ferris. T24F nhá, Ferris. Dưới là A15. Còn này là mẫu này sắp ra. Mẫu này là của chú ở Hải Dương, chú đặt khá lâu rồi nhưng bây giờ chống liên hệ với bên đặt lưới nó có cái kiểu như là chây ì quá thời hạn, ngày mai cháu sang bên sở làm lưới cháu quay cho chú xem và các bác cùng xem. Đấy. Đây là nắp thử thành công demo rồi nhá. A15 sử dụng củ bát Hewell, củ tép BNC. Đấy. Đây là thùng F28 và thùng F18. Đây là Nairay. Đấy, còn đây là cái bình nén sơn, cái này không quay. Mời các bác ăn cơm nhé, đây là có bát và đũa. Bát này không nắp vào thùng loa được đâu. Đấy. Thì đây là các cái đồ, tức là sơ tán gần như hết. Còn đây là NA2208. Gần như là đồ bao nhiêu sơ tán gần hết. Còn đây là vỏ thùng xúc kép của khách, họ thay đổi thùng. Bảo khách anh ơi anh sang trở về đi nhà em chặt lắm rồi. Khách bảo trưa hoặc tối. Sau tối hoặc mai hoặc ngày kia. Và đây là khu vực này, khu vực bếp. Đây là tổng quan hiện trường tại kho của em. Đây là tại kho nhá. Còn bên nhà thì em xin
quay qua cái ô cửa sổ. À, còn trong đây nữa còn mấy cái mã này em chưa giới thiệu. Trong này là có B15, dưới thì sub. Dưới đây nữa là BC218. Đây là các bác thấy mọi hôm này em thi thoảng có quen lướt qua đây và các bác nhìn thấy một cái sân cùng với anh em thợ làm, như hôm nay là có sân nhưng mà không thấy anh em thợ làm. Đêm là thứ nhất. Và thứ hai nữa là mặt bằng là bị giải tỏa bằng sạch rồi. Đấy, thế là xin vĩnh biệt cái nhà cũ rồi. Chuẩn bị lên nhà mới. Các bác mà có khen thì cũng khen vừa vừa thôi nhá. Bởi vì xây này mất tầm 8 tháng cơ, tức là hiện tại bây giờ tháng 2, cuối tháng 2 âm lịch, đầu tháng 3 âm lịch, đến tận tháng 11 may ra mới xong được ngôi nhà và những đứa trẻ. Đấy, ví dụ thế. Đấy, khen luôn các bác. Thì đây là tổng quan hiện tại là những cái gì đang có thì có sẵn ở đây nhá. Thì tiếp theo em vẫn có sản phẩm ra mắt đều cho các bác, đó là A15. Các bác nếu mà để ý Facebook của em, đó là Facebook âm thanh Dung Yêu, thì để ý là em sẽ thấy là em sẽ đăng khá nhiều cái đồ linh tinh liên quan đến chủ đề âm thanh. Thứ nhất là vỏ thùng loa, thứ hai là căn nhà và những đứa trẻ, ví dụ thế. Đây là T24, cặp này hiện tại đang thành đĩa cho các bác. Có đúng một cặp duy nhất nhá, thua của khách và copy thùng. Thì cái mẫu hiện tại em đang bán. Còn một đôi cuối cùng này là có rãnh xem. Cái này có cũng được mà không có cũng được, không sao cả. Nếu như các bác để mặt đất, con này không có lỗ cọc ở dưới đấy. Mới thứ hai nữa là các bác muốn treo cái này lên ý, cực kỳ khó bởi vì nó không có rãnh treo này. Thì các bác là chỉ có chằng dây vào đây thôi, xách treo lên thế thôi. Đấy, chằng dây vào lỗ. Đấy, treo lên. Thì đôi cuối cùng T24 này là giá cũ là 10.600.000 và giá hiện tại cặp này thanh lý cho các bác là 9.600.000, rẻ đi được 1.000.000. Đấy, các bác nhá. Và sắp tới sẽ có rất nhiều sản phẩm hot, cực kỳ hot luôn, ra mắt với các bác. Thì đây hiện tại là cục tổng quan ở bên kho. Thì đây cũng tiện đây em quay luôn cho các bác này. Góc này là chưa quay này. Đây là máy nén khí để phun sơn này. Đấy, đồ hiện tại để sửa chữa xe máy và các công cụ cần hỗ trợ này. Còn đây là rất là nhiều đồ linh tinh này, các bác nhìn này. Đấy, bỗng dưng đoàn cái tiền nó rơi vào đầu, thế là bao nhiêu là dồn hết vào xây nhà. Đấy, và cũng cố gắng trích ra một tí, nhưng mà không trích ra được nhiều, chắc là trích ra được một vài chục triệu để nghiên cứu các mẫu sản phẩm mới sắp sửa ra mắt với toàn thể các bác. Và cũng thông báo luôn với toàn thể các bác như sau. Hiện tại em đang có dự án sử dụng cái mẫu như này. Đây là trầm tích. Trầm tích Q28A. Con này thì rất là khó kiếm củ bát và khó kiếm cái mạch. Còn cái thùng thì copy đơn giản thôi. Củ bát mà đặt được thì là nó sẽ là một cái điểm mạnh. Đó là một cái hệ thống rất hay, chuyên dùng chơi trong gia đình. Ok, thì đây là cái tổng quan về bên kho nhá. Còn bên nhà là chả có gì đâu. Bây giờ là sang là chỉ có thấy đất và mặt bằng thôi, chứ chả có gì đâu. Các bác nào có về để Facebook của em thì sẽ thấy. Ok, video tạm thời đến đây là kết thúc nhá. Đấy, xin thông báo tổng quan với toàn thể các bác là hiện tại là có những cái gì và còn những cái gì, mất những cái gì. Nó là như thế. Nôm na nó như vậy. Nếu các bác mà có khen có chê. Tuy, còn các bác mà muốn ủng hộ ấy thì bên em vẫn phục vụ nhiệt tình nhá. Ok, xin kính chào toàn thể các bác. Hẹn các bác trong clip lần sau.